Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt ở làng Vị Khê, Điền Xá, Nam Định quý vị nhé. Nơi đây đang chuẩn bị diễn ra cuộc triển lãm quy mô cực kỳ lớn quý vị ạ. Thì làng Vị Khê thì quý vị yêu cây cả nước đều biết là đây là có ông tổ nghề cây cảnh. Thì cụ đã sinh sống và phát triển cái hoa cây cảnh bắt nguồn từ làng Vị Khê, và hiện nay cái phong trào cây cảnh thì đã phát triển và nhân rộng lên khắp các ngõ hẻm, các vùng miền trên cả nước. Thì Bonsai Đức Huy sẽ hôm nay về với tổ nghề về chia sẻ cho quý vị những cái triển lãm ở đây. Và cái thước phim đầu tiên thì Bonsai Đức Huy muốn dành cho quý vị một cái thước phim bao quát xem cái khung cảnh nơi đây quy mô như nào và những cái tác phẩm đẹp như nào quý vị nhé. Có rất nhiều những cái tác phẩm quý quý vị ạ. Quý vị nhìn lên cao, quý vị có thể nhìn thấy một góc sân triển lãm. Đây chỉ một góc thôi quý vị nhé, còn nhiều lắm quý vị ạ. Thì hứa hẹn là quý vị sẽ chiêm ngưỡng cây cảnh mãn nhãn. Quý vị nhìn thấy quang cảnh ở đây, cái cuộc triển lãm quy mô rất lớn quý vị ạ. Bonsai Đức Huy đến đây và bất ngờ luôn bởi vì chất lượng cũng như số lượng ở đây. Và Bonsai Đức Huy sẽ tiến ra gần để trò chuyện với ban tổ chức để cho quý vị hiểu hơn. Em chào các anh nhá. Vâng, em chào các anh nhá. Bắt tay các anh nè. Đây là anh Thăng nhá, chúc khỏe anh nhá. Chúc anh sẽ cái cuộc triển lãm của mình sẽ thành công rực rỡ anh nhá. Thì thưa quý vị, Bonsai Đức Huy được biết thì đây là cái lễ hội truyền thống hàng năm của làng Vị Khê, Điền Xá, Nam Định. Và hàng năm thì có tổ chức trưng bày triển lãm ở đây. Nhưng mà Bonsai Đức Huy cảm nhận là nơi đây, cái cuộc triển lãm này là quy mô lớn nhất từ nơi trước đến nay. Thì anh Thăng có thể cho quý vị yêu kênh cả nước biết rõ hơn. Thì theo em cảm nhận thì cuộc triển lãm này lớn nhất từ trước nay có phải không anh? Báo cáo với Bonsai Đức Huy là cái lễ hội này thì thường niên hàng năm thì nhân dịp chiên cổ tổ làng nghề đầu năm thì dân làng năm nào cũng mở cái lễ hội truyền thống để chiên cổ tổ nhớ những người đã dạy những nghề trồng hoa cây cảnh có rất là lâu đời rồi, lịch sử là có hơn 870 năm. Vâng, cũng để chiên cổ tổ nhớ công đức thì hàng năm đầu xuân cứ vào ngày 12 đến ngày 16 là dân làng mở hội để nhớ những công ơn người đã dạy ra nghề mà ngày hôm nay nó phát triển đến không cứ là trong làng xã nghề nó lan tỏa cả khắp nước trong nước và cả nhà là anh em nó phát triển cả xuất khẩu cả đến nước ngoài. Dạ vâng. Thế thì cũng về mục tiêu là phát triển thì năm nay thì một số năm trước thì dịch bệnh không làm được, thì năm nay anh em cũng bàn nhau để làm một cái lễ hội tiếp tục duy trì cái lễ hội truyền thống. Thì năm nay thì anh em quy mô thì mở rộng hơn mọi năm, mời gần 10 tỉnh và một số huyện bạn, xã bạn để đến thứ nhất là chiên cổ tổ, thứ hai là nhân dịp đầu năm thì anh em những người yêu cây và những người có tâm huyết về cây về đây đưa cây về đây để thứ nhất là chiên cổ tổ, thứ hai là anh em giao lưu và gặp gỡ nhau, trao đổi và bàn nhau về những cái cách làm cây, rồi là cách chơi cây và hướng tới một cái nét đẹp văn hóa là rất là đẹp. Thế thì cũng xin thông báo với anh em cả nước là lễ hội hàng năm từ ngày 12 đến ngày 16 thì rất là kính mời anh em trên toàn trên anh em cả nước thì đến ngày dự ngày lễ hội với cụ tổ làng nghề chúng tôi ngày từ ngày 12 đến ngày 16 là chính hội. Vâng. Thì xin cảm ơn ông Bonsai Đức Huy đã đến
ghi hơi tấm hình và chia sẻ và lan tỏa những cái nét đẹp trên cây của làng nghề Vị Khê chúng tôi. Vâng ạ. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, em cũng cảm ơn các anh nhé. Cảm ơn anh Thăng đã có đôi lời chia sẻ cho quý vị yêu kênh cả nước được hiểu hơn về làng nghề Vị Khê cũng như cái phong trào nơi đây. Em cảm ơn các anh rất nhiều nhé. Vâng, chúc các anh sẽ tổ chức cái cuộc triển lãm này sẽ thành công rực rỡ các anh nhé. Vâng, em xin phép em sẽ đi. Vâng, em sẽ đi em chia sẻ cho quý vị yêu cây gửi nước nắm bắt được những tác phẩm ở đây. Thưa quý vị, Ban Xã Đức Huy vừa phỏng vấn anh Thăng. Anh Thăng là trưởng ban tổ chức cuộc triển lãm này và anh có chia sẻ với quý vị. Thì quý vị hãy đi lần lượt để quý vị chiêm ngưỡng những tác phẩm ở đây quý vị nhé. Rất nhiều tác phẩm quý. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đức Huy sẽ xin phép quý vị được chia sẻ cái quang cảnh quý vị nhé. Thì cái quang cảnh thì Bà Sa Đức Huy sẽ xin phép quý vị là không quay chi tiết nhiều quý vị nhé. Thì chính vì lẽ đó thì quý vị sẽ thông cảm cho. Thì cái thước phim quay chi tiết Bà Sa Đức Huy sẽ dành cho quý vị ở cái thước phim sau quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy quang cảnh rất đông mọi người đang mang cây đến này và đến tham quan quý vị nhé. Và những cái tác phẩm rất là đẹp cũng đang có mặt ở đây. Cái lòng đại thụ quý vị, mong lòng khủng quý vị, rất to, cây như cây của anh Hoàng. Anh ơi, cây của anh Hoàng ơi. Rồi, cháu chào các bác nhé. Đây là bộ ba của anh Hoàng. Không, cái này không, không, cái này Nguyễn Thị Thái. Quý vị chiêm ngưỡng cái tác phẩm trước mắt quý vị. Đây là cái tác phẩm Huyền Chi Vân Tùng của anh Thùy Hải Phòng quý vị ạ. Quý vị chiêm ngưỡng tác phẩm Huyền Chi Vân Tùng. Đây là tác phẩm của anh Thùy. Huyền Chi Vân Tùng đã có mặt ở triển lãm làng Vị Khê quý vị nhé, Điền Xá. Đây là một cây sen cổ rất là quý. Chào tất cả các anh. Tiếp theo quý vị ngắm tác phẩm, chiêm ngưỡng cái tác phẩm Long Giáng Tản Vân cũng của anh Thùy. Anh Thùy mang đến triển lãm hai tác phẩm Long Giáng Tản Vân, một cây dừa xanh giáng long có cái đường thân rất đặc biệt là nghệ thuật quý vị nhé, không giống như những cây long khác. Nhiều lắm quý vị ạ. Tiếp theo là một cái tác phẩm Phụ Tử Kế Công Khanh. Đây tác phẩm của anh Vũ Duy Thành quý vị nhé. Thì giờ có cái xe ô tô ngay trước mặt. Đó, hơi bị khó chia sẻ. Tác phẩm Phụ Tử Kế Công Khanh của anh Thành nhé, anh Thành May. Anh Thành May ở Hải Phòng này có hai anh Thành. Anh Thành Quán Toan và anh Thành May. Và anh Thành May anh mang một cái tác phẩm tùng nữa. Cây tùng này của anh thì quý vị chiêm ngưỡng quý vị mới thấy được cái tác phẩm tùng nghệ thuật như nào. Tác phẩm Long Đàn Phượng Vũ. Một tác phẩm tùng rất là xuất sắc. Mà hiếm có cái cây tùng nào có cái dáng thế cũng như đường thân như này. Thì tác phẩm này Bà Sa Đui cũng đã chia sẻ ở triển lãm thủ đô. Triển lãm, xin lỗi quý vị, triển lãm Đông Anh. Bà Sa Đui xin phép quý vị sẽ đi lướt cho quý vị. Thì không quay chi tiết quý vị nhé.
quý vị nhìn những cái tác phẩm Thăng Long. Trước mắt quý vị là một cái cây long quý. Một cái tác phẩm Thăng Long này quý vị chiêm ngưỡng. Cây long rất là quý. Đây, các anh cũng đến tham quan triển lãm quý vị này. Đây là ngày chuẩn bị thôi. Các anh có mang tác phẩm nào đến đây không anh? Không, bọn mình cũng không, mình để trên Hậu Lộc. Vâng. Ở hội làng Hậu Lộc. Thế ạ. Thì hôm nay không mang đến đây. Hôm nay là Nam Điền. Quý vị ơi, mọi người đến mỗi lúc một đông rồi quý vị ạ. Đông lắm. Có mấy cái xe ô tô nên là rất là khó chia sẻ vào đây này. Những cái tác phẩm quý quý vị này. Thế mà quý vị ơi, một cái tác phẩm đằng sau này. Còn Sa Đa Huy còn chưa biết là tác phẩm chủ nhân là ai. Nhưng mà nhìn ấn tượng quá quý vị ạ. Một cái cây dáng siêu. Quá ấn tượng luôn. Tác phẩm Thế Phụ Tử Nguyễn Thành Nam. Xóm Ba Vị Khê. Một cái tác phẩm này xuất sắc quá quý vị. Quý vị nhìn đường thân cũng như chân bệ. Một cái tác phẩm đẹp tổng thể. Một cây xanh cổ xuất sắc quý vị. Một cái tác phẩm xuất sắc. Cây này cao từ mặt chậu lên khoảng 1m6 gì đó. Cực kỳ xuất sắc. Nhiều lắm quý vị nhé, gần nghìn tác phẩm mà. Và Sa Đa Huy chỉ chia sẻ một cái thước phim nhanh cho quý vị. Thì Sa Đa Huy phải xin phép được nhắc lại lần nữa sẽ chia sẻ tổng thể nhé. Thì xin phép sẽ không ghi chi tiết. Thì cái thước phim chi tiết thì sẽ dành cho quý vị ở cái video sau. Thấy quá là nhiều. Cái chỗ thảm đỏ này là ngày mai. Ngày mai ban tổ chức có lễ rước cây quý vị nhé. Thì Ban Sa Đa Huy cũng được biết là có 5 cây của 5 thôn sẽ đặt ở thảm đỏ này. Và mai ngày mai sẽ rước mỗi cây một cái, mỗi thôn một cây, một tác phẩm. Quá nhiều quý vị ạ. Và cái tác phẩm ở hàng xong quý vị nhé, cũng đều là cái tác phẩm xuất sắc thôi quý vị ạ. Cái thời gian thì không có nhiều nên Bà Sa Đa Huy muốn ghi cho quý vị cái thước phim nhanh. Đây tác phẩm của anh Thắng Nhôm quý vị ạ. Vừa hôm trước thì Bà Sa Đa Huy cũng đến thăm vườn anh, đã chia sẻ cho quý vị rồi. Cây xanh ba thân cổ rất là quý của anh. Sa Đa Huy nhận ra cái tác phẩm của anh Đệ rồi, anh Đệ Chợ Chùa. Vâng, Sa Đa Huy cũng nhận ra tác phẩm anh Huynh nhỉ? Chào các anh. Vâng, vâng, chào. Đây là cây của anh Huynh. Vâng. Anh Huynh Chợ Chùa. Cây của anh Huynh. Huynh Chợ Chùa. Hôm ấy anh em mình tối mấy em mình vào gì nữa. Sa Đa Huy vừa hôm trước chia sẻ xong. Cây ra đây nhìn đã quá quý vị ạ. Hôm trước thì anh ấy để trong nhà. Tác phẩm của anh Huynh nhé quý vị nhé, Huynh Chợ Chùa. Ở đây tác phẩm của anh Liệu Hải Phòng quý vị nhé. Cây xanh cổ của anh Liệu Hải Phòng quý vị ạ. Mẫu tử tương thân.
hương liệu Hải Phòng có cái tác phẩm tranh cổ này thì quá giá trị rồi, hàng cốt trọng. Và cái cây tranh cổ nó quá già luôn. Còn nhiều lắm quý vị ạ, trong sân trong còn rất nhiều nữa quý vị ạ. Đây tác phẩm của anh Linh Nga, em Linh Nga Kiến Xương Thái Bình quý vị nhé. Nhà vườn Linh Nga cũng đã mang những tác phẩm về đây. Nhìn đâu cũng thấy tác phẩm đẹp quý vị ạ, nhìn đâu cũng thấy tác phẩm quý. Ban tổ chức mời tỉnh phía Bắc mà quý vị. Đây là rất nhiều những cái tác phẩm quý về đây. Tác phẩm xanh quý này, có Sa Đa Huy chưa nhận ra là tác phẩm của ai. Chỉ nhớ là cái tác phẩm này là của các anh ở Hải Hậu. Và đây biển đấy rồi. Cây okay, của anh Mạnh Hải Hậu quý vị ạ. Một cái tác phẩm mà anh ấy đặt là Vinh Quy Bái Tổ. Đặc biệt quý của anh. Tác phẩm này vừa rồi Văn Sa Đa Huy cũng ghi hình ở triển lãm Đông Anh. Vinh Quy Bái Tổ có đường thân cực kỳ là nghệ thuật và nhiều cái nét hóa đặc biệt mà thời gian cho tác phẩm cổ mộc Vân Sơn. Đây là cái tác phẩm của anh Sử Tôm nhá, Hải Hậu quý vị nhá. Quá nhiều cây quý quý vị ạ. Đây một cái tác phẩm quý nữa. Tác phẩm này rất rất là quý. Chào các anh nhé. Quý vị nhìn những nét tạo hình này. Giả kinh khủng quý vị ạ. Úi dồi ôi. Nhìn cái màu da mà hãi thật đấy. Giả tím tái hết rồi. Giả tím tái rồi. Không phải là giả màu đồng nữa rồi. Anh ấy đôi này của anh Thành à? Anh em chào anh. Vâng. Anh mang một đôi đấy anh. Ừ, anh mang đôi này, đôi từng là hán kìa. Vâng ạ. Một đôi cây quý của anh Thành nha, anh Thành Vàng, Nam Định. Anh nào thì tên Thành cũng nổi tiếng cả à, nên là phải gọi anh Thành Vàng. Chứ còn quá nhiều cây quý và ngày mai thì làm một ngày hội ở đây. Vừa là ngày hội làng và cũng là cái ngày hội của cây cảnh. Và tiếp theo quý vị nhìn thấy một cái tác phẩm cái xanh dáng trực. Đây là cái cây xanh quý của làng Điền Xá mà rất ít người biết đến. Tác phẩm này của anh Phạm Hải Anh. Cây xanh thế trực đại thụ. Một cái cây xanh cổ anh đã xé tán làm theo lối tản vân. Các bông thưa thoáng và mạch lạc và rất là nghệ thuật. Bông thì bồng bềnh nghệ thuật và cuốn hút người xem.
nhìn tự nhiên quá quý vị ạ. Đây là cái cây tùng của anh Thành Vàng của Nam Định quý vị nhé. Mời quý vị vào trong sân chùa. Trong sân chùa thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng một đôi trực cổ có tuổi đời hàng vài trăm năm tuổi. Công tác chuẩn bị cũng còn đang diễn ra quý vị nhé. Quý vị ngắm tổng thể cái đôi trực cổ này. Đôi trực cổ đã được các cụ ở Điền Nàng Vị Khê gánh vào triều đình Thi trong triều đình Huế quý vị nhé. Đôi trực cổ rất là quý. Và sau đó Huy sẽ dành cái thước phim chia sẻ đôi trực cổ này ở cái thước phim sau. Thì phép chia sẻ tổng thể thôi quý vị ạ. Ánh sáng có cái dạp nên là cái ánh sáng hơi bị bất lợi một chút. Trực cổ đây thì quá già rồi, độ tuổi thì khủng khiếp rồi. Và trong này có một hàng trăm tác phẩm nữa quý vị ạ. Quý vị nhìn cái quang cảnh ở trong sân chùa. Cô Sa Đức Huy nhìn thấy tác phẩm Hạnh Phúc của anh Thắng Chợ Chùa. Và có những cái tác phẩm rất quý của anh Sơn. Anh Sơn Hà Lam. Tác phẩm Hạnh Phúc của anh Thắng đó quý vị ạ. Chào các anh nhá. Chào năm cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, chào các anh. Nhân ngắm cây say đắm quá. Ok bạn. Cảm ơn bạn. Cây của bạn đâu? Cây của bạn đâu? Những tác phẩm của bạn. Năm cây bonsai bạn. Mấy cây bonsai hả? Ừ. Yeah. Cảm ơn video bonsai Đức Huy đã về với làng nghề Vị Cảnh Vị Khê. Rồi, ok bạn nhá. Chúc bạn nhiều sức khỏe nhá. Ok bạn. Nhiều may mắn, nhiều thành công. Chúc bạn ngày càng phát triển và luôn luôn song hành cùng với các cảnh nghệ thuật Việt Nam. Rồi, okay, rồi. Cảm ơn bạn nhá. Đâu cây của bạn đâu? Ở đây hả? Cây tầm trung. À, đây hạch cũng còn bên kia. Bức biến. Thế hả? Có tác phẩm nhỏ để góc ngay đằng sau kia. À, thế hả? Đây là rừng hả? Gọi là rừng quê. Rừng quê. Đây, trà Phúc Kiến hả? Ừ. Trà Phúc Kiến. Cây trà Phúc Kiến này. Báo hoa rất là sáng luôn. Báo hoa báo lộc rất sáng luôn. À. Trà Phúc Kiến rất là nghệ thuật. Thế còn tác phẩm nào ạ? Tác phẩm cây xanh giáng tùng kìa, văn nhân đây. Giáng tùng nhé hả? Cây này quê chứ hả bạn? Xanh quê. Xanh quê nhỉ? Chất nó cũng rất là nghệ sĩ luôn. Đúng rồi. Cây này cây nghệ thuật. Ừ.
rồi. Cây này là cây cái này của nó là tôi không lầm, cái này là cây trà hả? Cây sơn trà. Sơn trà thì đúng rồi. Tác phẩm đúng của lá sơn trà. Trần sắc. Tác phẩm của ai, cây nghệ thuật thế này. Chưa thấy tên. Sơn trà đặc biệt đấy. Quá nhiều cây quý quý vị nhá, nhiều lắm. Các quý vị nhìn này. Cái thước phim tổng thể triển lãm Vị Khê, em Bảo Sa Đức Huy xin phép quý vị sẽ không quay chi tiết nhiều quý vị nhé. Bảo Sa Đức Huy chỉ lướt qua cho quý vị nắm được cái không khí ở đây, một số những tác phẩm quý cho quý vị có cái nhìn tổng thể những cây đặc biệt quý quý vị này, cây cổ, cây già, hàng cốt chậu, những cây cổ nguyên bản. Tác phẩm của anh Tâm Phạm. Nhìn thì hết sạch cái mỹ từ tả rồi, hoa hết mắt rồi quý vị ạ. Nhìn đã quá quý vị. Kính thưa quý vị, Bảo Sa Đức Huy vừa chia sẻ cho quý vị một cái thước phim tổng thể triển lãm Vị Khê, Điền Xá, Nam Định quý vị nhé. Một cái thước phim tổng thể thì có cái gì không được chi tiết thì rất mong quý vị thông cảm. Đây là cái thước phim tổng thể cho quý vị có một cái nhìn bao quát và nắm được cái tinh thần triển lãm Vị Khê, triển lãm về mấy đất, về mấy tổ nghề, cây cảnh. Và nơi đây có một cái triển lãm quy tụ gần nghìn tác phẩm. Bảo Sa Đức Huy vừa đi lướt cho quý vị thì sẽ chia sẻ tiếp chi tiết ở cái thước phim sau. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.